em giỏi đấy. Nhưng mà làm sao lấy được xe vậy? Thì em ấy em lừa anh Kiên, em nói dối anh Kiên bảo là em mượn xe ô tô đi chơi ấy. Xong em đánh về nhà luôn. Mẹ non, mượn xe của anh để nó đưa cho Quang kìa. Phá ra thằng Dũng này nó lợi dụng mình từ trước đến giờ, thằng chó lách thằng đẻo. Trời ơi, sao mà em tôi quá giỏi luôn. Quá giỏi luôn đấy. Là em tha của chị. Nhưng mà nói chung là đấy, cái kế hoạch mà anh bảo em suốt từ bấy lâu nay thì em làm như thế này, anh thấy em là tốt đấy. Quá thành công rồi. Mày ấy, là hóa ra là mày là thằng giả tạo, mày đi giao thằng Quang, mày lợi dụng tao, mày đi giao tao để mày á. Ông lừa. Anh với em tao. Thế sao? À, mày muốn như nào? Em tao là thế, em tao bây giờ bênh vực gia đình tao chứ đi theo gì các bạn, anh em là chúng mày. Tao là không chỉ tao đâu chứ. À, chị mày tốt nhau cái gì mà bênh nó. Thì ra tao đi theo mày thì đã được kế hoạch của bọn tao thôi. Đúng rồi, chưa nghe chưa? Áo tưởng. Đã một ngày gọi là anh em, mãi mãi là anh em. Dù nghèo khó không nỡ bỏ rơi nhau, dù giàu sang vẫn giữ nguyên chuyện. Ui, dạ. Thằng Dung nó bảo là nó mượn xe của anh để nó đi chơi với người yêu, sao nó đánh xe của anh về nhà này? Ôi em không biết, anh cho nó mượn xe vào đấy. Chiều nay nó sang nó mượn, nó bảo là đi chơi với người yêu đây. Nhưng mà sao nó đánh xe của anh về nhà làm gì đây? Không biết là về nhà, đây đúng rồi, về nhà nó đúng anh? Nhà nó mà. Đây đường về nhà nó. Nó biết là sao đây. Để xe đi. Lấp. Nó lấy đâu thôi, bảo Quang ơi. Em lừa anh Kiên, em nói dối anh Kiên bảo là em mượn xe ô tô đi chơi ấy. Xong em đánh về nhà luôn. Mẹ non, mượn xe của anh để nó đưa cho Quang kìa. Phá ra thằng Dũng này nó lợi dụng mình từ trước đến giờ, thằng chó lách thằng đểu. Anh bảo thêm nó như thế nào mà để em lấy được cả xe vậy? Thì nó bảo em trong nhà này kia, xong em bảo em mượn xe ô tô em đi chơi này, đi chơi ấy. Ừ. Đấy xong anh kia đưa em luôn. Trời ơi, sao mà em tôi quá giỏi luôn. Quá giỏi luôn đấy. Là em tha của chị. Nhưng mà nói chung là đấy, cái kế hoạch mà anh bảo em suốt từ bấy lâu nay thì em làm như thế này, anh thấy em là tốt đấy. Quá thành công rồi. Quá thành công ra là em theo nó một thời gian đấy, em theo xem âm mưu nó, kế hoạch của nó như nào thôi. Chứ làm sao mà em bỏ trì được với đấy. Anh anh biết mà, bởi vì là em là em trai của Thư, em ruột mà. Em ruột của chị Thư thì anh sắp cưới chị Thư nữa thì em tự nhiên em ủng hộ thì anh. Bởi vì là chúng mình là một gia đình mà em phải làm như thế mới là tốt chứ. Bây giờ em đi theo nó thì không được. Cho nên là anh đã bảo em như thế nào thì em cứ làm như thế. Nhưng mà trong thời gian đấy em bị đánh không? Không, em không sao chị ạ. Em theo nó. Mẹ anh chứ hóa ra là nó đi theo thằng Quang từ trước giờ này, nó đi theo anh thì nó lợi dụng anh để nó xem âm mưu của anh ấy. Thì đấy nó giả vờ mà em cũng nghĩ là nó như thế. Đã từ trước đến giờ anh tưởng là nó tốt. Anh đi nó đi theo anh suốt từ mấy năm tháng rồi. Vâng, anh đấy. Em thấy thế. Xem cái đồng hồ đeo nữa cho nó đẹp trai nhá. Vâng anh. Đấy, nói chung là em lấy được cái ô tô. Lấy ô tô vui lắm. Đã vui lắm rồi. Bây giờ gia đình mình thế này gọi là vui vẻ lắm rồi. Chúng mình bây giờ như thế này có gì tối xem thế nào bảo cả bố nó ăn mừng luôn cho nó vui vẻ đúng không? Đấy chưa, anh thấy em trai em giỏi chưa? Lúc đấy chúng mình với cả thằng Dũng lên kế hoạch để bà lấy lại xe ô tô. Anh chó kia đấy. À chó này. Tao không như thế đâu. Mày gì đấy? Tao đéo nghĩ mày như thế đâu đúng không ạ? Mày khốn nạn đấy Dũng. Thì ra mày xem đấy. Mày đi mày lấy xe ô tô của chén tao là được à? Là chỉ đủ của tao xe ô tô mua mấy trăm triệu này. Này mày mua ô tô của tao mày bảo là đi chơi với người yêu. Thế là mày lại mua ô tô của tao. Mày đi mày đưa cho Quang hả? Mày đưa chìa khóa tôi đây. Chìa khóa này bây giờ bọn tao tao đi. Thì không bao tao giả đâu. Đúng rồi. Xe của bọn tao mà sao tao trả được này. Bố mày đéo nghĩ là mày ấy bố nạn như thế đâu Dũng ạ. Bây giờ tao xem tao theo mày một thời gian đấy xem mày có gì đâu. Mày có cái đéo gì cả. Thế tao là mày tao mua mày tao cho mày. Thế bây giờ mày đi theo thằng này được cái gì không? Đó là ép của tao. Mày muốn cho tao theo mày à? Mày cho tao theo mày được cái gì không? Mày sống bản chất của mày thế nào mà để bây giờ này, Dũng ơi, Dũng mày ở với anh em tao 1-2 năm nay nha. Anh em tao chưa đối xử với mày có hay làm như một cái gì luôn mà mày tao không ngờ. Mày là con người như thế này. Mày ấy bây giờ hóa ra là mày là thằng giả tạo. Mày đi theo thằng Quang, mày lợi dụng tao, mày đi theo tao để mày á. Ông đi lấy thằng em tao. Em tao bây giờ phải bênh vực gia đình tao chứ đi theo gì các loại anh em của chúng mày. Tao phải bênh chị tao luôn chứ. À chị mày tốt nhau chứ gì bênh nó. Và ra là mày với con chị của mày đều một làn với nhau đấy. Chị tao như nào cũng được, cũng chị tao cũng được. Ừ. Anh hiểu ấy, tao với nó là chị em ruột thịt. Không phải như cái loại chúng mày là bên ngoài ở ngoài đường. Thì làm sao mà tao lại bênh mày. Là bố mày đéo đi, mặt mày thế đâu chứ ạ. Em hiểu cho nó hiểu thế nào, nó bản chất của nó như thế nào em ăn. Mày ăn chất
Thì quá ra là mày đi theo tao, mày lợi dụng tao để mày âm mưu, mày lấy ô tô. Anh bảo phải theo anh thì mới có nhiều được. Vâng, dụng tao để tao tưởng mày biết suy nghĩ, mày nghĩ thằng Quang nói như nào. Quá ra từ trước đến giờ nó đi theo mình, nó lợi dụng mình, nó bảo với anh thế, cái nào cái kia nó giúp đỡ anh. Quá ra con chó này phản bội mình hết. Thật không ngờ đấy đúng không ạ? Mày bảo với tao là mày đi theo tao để mày em muốn tốt cho tao, để mày muốn để tao như thế này. Mày đối xử tao như thế. Mày đối xử với tao với gia đình tao như nào? Mày phá chuyện trí tao với lại mày phá hoại gia đình tao kìa. Mày bảo là mày thương tao, mày muốn tao như thế này. Mày đi theo tao để mày phá, để cho tao quang không lưu thứ tư nữa. Chứ bây giờ mày nói như thế à? Cái bản chất của mày động đến gia đình của Thư ấy, thì thằng này là em ấy, thì chắc chắn là không bao giờ nó để cho mày làm thế được không? Còn mày đi phá hoại gia đình tao, mày lịnh thoát, mày lịnh loạn gia đình nhà người ta xong rồi kêu đấy. Mình là một gia đình, mình phải đoàn kết em ạ. Không thể mà đi theo những người ngoài được. Hai năm nay anh em mình sống tốt với nó như nào? Tao đi theo mày cùng con để có gì không? Tao hỏi mày, tao đi theo mày là vì mày, tao đối xử mày như nào? Mày đối xử em tao với con chó đó. Rồi mày đối xử mày đánh chị tao là một thời gian kia mà đánh chị tao, mày phá hoại chị tao thì sao? Mày nghe tao chưa? Thế tại sao mà lúc đấy mày ủng hộ? Thì ra tao đi theo mày thì đã được kế hoạch của bọn tao thôi. Đúng rồi, chưa nghe chưa? Áo tưởng. Đã một ngày gọi là anh mãi mãi là anh em, dù nghèo khó không nỡ bỏ rơi nhau, dù giàu sang vẫn giữ nguyên chuyện tình, vẫn một lòng mình là anh em, muôn kiếp là anh em. Để đâu có cam hay rồi ra ngoài này đi. Chó à? Tại vì tao đóng quan nhà cam. Mẹ bây giờ còn mấy con kẻ nó luôn. Chó con nạn bây giờ bênh vực cả quan rồi. Không ngờ luôn đấy. Nó lật mặt rồi anh ạ. Con chó này hai nha, hai năm ăn nó ở với anh em mình như thế. Xong mẹ mày quay ra nó lật mặt. Anh thật anh ạ. Là con chó này nó khốn nạn như thế, nó anh nghĩ này con này thằng Dũng là tốt. Nó đi theo anh bao nhiêu năm tháng rồi, anh nghĩ có bao giờ anh nghĩ là nó xấu xa như thế đâu. Đúng rồi, trước nó cũng van nhưng mà nó đi theo anh, nó bảo là em muốn bênh anh bởi vì là em thương anh. Mà sau này tự nhiên anh lại đưa cho nó mượn ô tô chứ. Nó bảo với anh là nó đi mượn ô tô để nó chơi với người yêu, mà trong khi đó là anh tưởng anh biết đâu là nó khốn nạn như này. Anh không nghĩ là nó khốn nạn như này. Đúng, anh mới đưa cho nó ô tô. Anh không nghĩ anh như thế, mày hiểu chưa? Anh thì bình thường là thằng Dũng nó tốt, hiểu chưa? Em biết rồi. Anh không thể nào mà anh nghĩ nó là như thế. Anh cứ nghĩ bình thường là anh đưa cho nó ô tô, bình thường là anh vẫn cho đi mà. Thế là nó mượn ô tô, nó mượn chủ khóa luôn, đúng cả giấy tờ luôn, nó đưa cho Quang luôn rồi. Đúng chị em nhà nó anh ạ, đúng cái đùm một chuột. Nó bảo là nó đi theo anh ấy, nó chỉ lợi dụng anh thôi, mày thấy nó nói không? Em nghe rồi, em không nghĩ là nó khốn nạn. Thật sự em rất là điên máu luôn, nhưng mà bây giờ ô tô nó sao chủ khóa cho nó rồi còn đâu.
Bây giờ mình thấy mình cũng đéo đấy được bởi vì là nhà nó có cam kìa. Đúng rồi, nhà nó giấy tờ ô tô các thứ bây giờ nó lấy lại được rồi, nhà nó xe đéo đập được đâu, bây giờ đập ô tô là mình đi tù luôn, lên tù mà ngồi luôn đi, mẹ nó chết dở luôn đấy, cho phá hoại tài sản là chết đấy, cay thật sự luôn. Bây giờ đéo làm nào, bây giờ làm như nào rồi anh? Bây giờ anh em nào đi mẹ không, anh em mình hẹn thằng Dũng ra đi mẹ mình đập cho một trận. Bây giờ dình xem nó đi đâu ấy. Bây giờ dình thôi chứ hẹn nó không dám ra đâu. Bây giờ thằng Dũng ấy nó đang lợi dụng anh, nó biết cái kế hoạch của anh để làm gì nhà gia đình nhà nó rồi. Vâng. Nó về nó sẽ kể hết cho chị nó nghe. Anh ạ, từ trước rồi, từ trước anh em mình bàn kế hoạch rồi. Trước anh em bàn kế hoạch nó trả về nó bảo hết với gia đình nhà nó rồi. Bây giờ mình phải ra mình gặp nó đi, mẹ mình đánh mặt nó để cho nó biết. Còn bây giờ tập này đéo anh em gì nữa. Hãy tôi để mà lôi cổ ra. Điên à? Bây giờ nhà nó có cam đấy. Bên vào lôi cổ ra. Đập mày đéo anh em gì nữa, không nói gì ra. Anh chỉ gửi lắm tôi này, nó thoát. Chắc nó nhớ ra ngoài. Hết cái nhà nó ra ngoài đấy. Con tao nói thẳng mày luôn này. Tao đố mày ra ngoài đường đấy. Mày ra ngoài đường bố mày bẻ rác mày luôn. Tao đố mày này. Mặt mày quăng à, cả mày đúng không ạ? Hai chúng mày bước chân đường ấy, anh em bố không chặn chân chúng mày, bố đéo người luôn. Bây giờ anh em đoàn kết với nhau rồi, chúng mày không có cửa đâu. Kể cả chúng mày đoàn kết ấy, đi mày à, chúng mày ấy, ra bước chân ra ngoài đường, đừng để gặp anh em bố mày. Này, tao nói thật mày luôn này, cái bộ mặt hai chúng mày ấy ra ngoài đường. Em không phải sợ bây giờ, có anh với em ấy, không phải sợ gì chúng nó. Giúp như con chó ở trong nhà nào, cái đéo thì. Ôi, hai chúng mày là con chó ấy. Kệ ơi. Mày cứ ra ngoài này mà nói chuyện. Ra ngoài nói chuyện bố ấy này. Gặp đâu pha đấy. Gặp đâu đó đấy, đéo liên quan gì nữa. Bây giờ cái thằng Dũng luôn, mày gặp đâu mày phát đấy đó, cho anh. Ngay từ cái lúc mà em thấy đưa chìa khóa cho thằng Quang này, em đã thấy từ lúc đấy không bao giờ anh em gì nữa gặp nó là đánh nó rồi. Gặp đâu pha đấy, anh đéo nghĩ con chó sống khốn nạn anh. Khít cả mình. Nó khốn nạn mình, mình khốn nạn gấp đôi. Con chó này. Lui ô tô cho thằng Quang rồi, để bố mày xem ấy, mẹ chúng mày ấy, dùng được ô tô này không ra ngoài đường, bố mày gặp ô tô với bố mày ra đập mẹ kính luôn. Nhớ cái biển này, nhớ con ô tô à. Riêng bước chân ra ngoài đường thì cay thật sự luôn anh em ạ. Hôm nay tôi đéo ngờ luôn là thằng Dũng nó khốn nạn tôi như thế. Bình thường là tôi với nó ở bên nhau, nhưng mà anh em làm với nhau rất là lâu rồi, nó thương hay nó quý tôi. Bây giờ đùng cái nó đi thằng Quang. Tại vì anh em xem đây, bộ mặt của nó như thế được không? Còn đéo nghĩ là con chó này hôm nay nó đối xử tôi như thế. Tôi thề với anh em luôn. Mà bây giờ tôi với thằng nó, tôi với Dũng luôn, đéo anh em gì nữa, thích gì nào cũng được. Còn tôi sẵn sàng là tôi sẽ phải gặp nó, tôi phải xử lý nó. Đi. Dình bằng được đó. Để anh ạ, thôi để chiều hoặc mai em gọi anh em lên dình nó thôi. Cứ nó bước chân ra ngoài đường này em gặp vào mặt nó luôn. Đi về cho.